Sứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us và YouTube IBC TV Official. Như thường lệ, trước khi gửi đến quý khán giả từng bản tin chi tiết, sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Hoa Kỳ vượt mốc 1 triệu người chết vì COVID-19. Tổng thống Joe Biden đề nghị nới lỏng quy định cấp visa để hút chất xám từ Nga. Ngân hàng thực phẩm Hoa Kỳ cạn hàng hóa và người dân nguy cơ thiếu ăn. Bỏ con trai 7 tháng tuổi ở bãi đầu xe tới chết, ba mẹ người dân tại quận Cam lãnh 25 năm tù. Tổng giám đốc điều hành Bank of America hứa sẽ cấp chi phí cho nhân viên muốn phá thai. Mở đầu sẽ là tin tức liên quan tới tình hình cập nhật về COVID-19 tại Hoa Kỳ. Kính mời quý khán giả đón xem sau đây qua phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ vượt mốc 1 triệu người chết vì COVID-19. Theo như số liệu tổng hợp của NBS News, người chết vì COVID-19 tại Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã vượt qua con số 1 triệu người. Sự thiệt hại khó có thể tưởng tượng tại quốc gia có số bệnh nhân COVID-19 cao nhất thế giới. Con số này tương đương với dân số của San Jose, California, thành phố lớn thứ 10 của Hoa Kỳ. 27 tháng sau khi quốc gia này xác nhận ca nhiễm đầu tiên, mặc dù là số bệnh nhân COVID qua đời chậm lại trong những tuần lễ gần đây, nhưng mỗi ngày vẫn có khoảng 360 người mất mạng, con số cao hơn sự tưởng tượng của nhiều người trong những ngày đầu bùng phát đại dịch, đặc biệt là lúc cựu Tổng thống Donald Trump nhiều lần hạ thấp sự nguy hiểm của coronavirus khi còn đang đương chức và tuyên bố tại cuộc meeting ở North Charleston, South Carolina vào ngày 28 tháng 2 năm 2020 rằng đây là trò lừa bịp của Đảng Dân Chủ. Theo như bác sĩ Christopher Murray, người đứng đầu đầu Viện Đo lường và Sức khỏe của Trường Đại học Y khoa Washington, thì còn lâu Hoa Kỳ mới không có người chết vì COVID-19. Tính theo đầu người thì Hoa Kỳ đứng thứ 18 trên thế giới về số bệnh nhân COVID-19 qua đời, trong khi Peru là quốc gia thừa đứng đầu. Tuy nhiên thì nhiều người coi số người chết cao đáng kinh ngạc là bằng chứng, cho thấy là Hoa Kỳ đối phó với cuộc khủng hoảng không hữu hiệu. Còn như theo bác sĩ Robert Murphy, giám đốc điều hành của Viện Y tế Toàn cầu Harvey của Trường Đại học Northwestern, thì công chúng Hoa Kỳ mong đợi chính phủ sẽ kiểm soát tốt hơn sự lây lan của virus. Một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy khoảng 3.2% nhân viên chăm sóc sức khỏe đã rời khỏi ngành mỗi tháng trước khi bùng phát đại dịch. Tổng thống Hoa Kỳ đề nghị nới lỏng quy định cấp visa để hút chất xám từ Nga. Tòa Bạch Ốc giới thiệu kế hoạch của Tổng thống Biden đề nghị nới lỏng quy trình cấp chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ cho người Nga có trình độ học vấn cao, thu hút những bộ não tốt nhất của ông Putin. Tổng thống Joe Biden yêu cầu Quốc hội sửa đổi đạo luật nhập cư và quốc tịch để các chuyên viên Nga có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học, kỹ nghệ, kỹ thuật, toán học có thể dễ dàng xin visa làm việc tại Hoa Kỳ mà không cần được các công ty bảo trợ. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ cho phép kéo dài những biện pháp nới lỏng tiến trình cấp chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ của người Nga trong 4 năm từ ngày được ban hành mà thôi. Giới chức Tòa Bạch Ốc nói với CNN, chính phủ Tổng thống Biden hy vọng với quyết định này, Hoa Kỳ sẽ có thêm những nhà nghiên cứu có bộ não tốt nhất của Nga bằng cách mở đường cho những nhà khoa học Nga được vào Hoa Kỳ. Đề nghị của Tổng thống Biden tương tự đạo luật nhập cư được ban hành năm 1992, cho phép tối đa 750 kỹ sư và nhà khoa học các nước Baltic cùng với gia đình nhập cảnh Hoa Kỳ với tư cách người lao động nhập cư tìm kiếm việc làm. Đạo luật này được thông qua sau khi Liên Xô sụp đổ, áp dụng trong lĩnh vực quốc phòng, nguyên tử, hóa học, sinh học, kỹ nghệ cao cấp. Kế hoạch được Tổng thống Biden giới thiệu lần này bao gồm lĩnh vực khoa học, an ninh mạng, computer, trí tuệ nhân tạo và công nghệ vũ trụ. Hàng ngàn người Nga đã rời khỏi đất nước từ khi ông Putin bắt đầu chiến tranh xâm lược Ukraine. Ít nhất 2 triệu người rời Nga kể từ khi ông Putin lên nắm quyền cách đây 20 năm, đẩy nhanh tình trạng chảy máu chất xám kéo dài hàng thập niên của đất nước này.
Ngân hàng thực phẩm Hoa Kỳ cạn hàng hóa và người dân có nguy cơ thiếu ăn. Giá thực phẩm tăng cao đến mức chóng mặt đã khiến cho các tổ chức nhân đạo lo lắng nguy cơ thiếu hụt hàng hóa, kể cả các nhu yếu phẩm như trứng, sữa, thịt để cung cấp cho khách hàng thuộc tầng lớp nghèo ở các địa phương. Theo như O'Reilly, giám đốc của cửa hàng thực phẩm ở Virginia, thì ngày càng có nhiều người cần được sự trợ giúp vì lạm phát tăng cao làm cho túi tiền bị cạn, khó mua được hàng hóa và thực phẩm ở siêu thị. Mặt khác, thì người nghèo ở Hoa Kỳ càng tăng thêm nỗi lo vì các chương trình cứu trợ đại dịch của liên bang, chẳng hạn như khoản tín dụng thuế trẻ em hàng tháng đã kết thúc. Con số thống kê cho thấy là khoảng 65% của 200 ngân hàng thực phẩm thuộc hệ thống Feeding America đã phải tăng kế hoạch trợ giúp lương thực thêm 15% trong tháng 3 so với tháng trước, tỷ lệ cứu trợ người bị đói cao nhất Hoa Kỳ kể từ trước đến nay. Tỷ lệ các ngân hàng thực phẩm thêm nhu cầu cung cấp hàng hóa đã tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 12. Trong khi đó, thì chỉ số lạm phát vào tháng 3 đã chạm mức cao nhất 40 năm, đẩy giá thực phẩm và giá xăng tăng cao trở thành nguyên nhân hàng đầu. Theo như số liệu của Liên bang, thì chi phí thực phẩm ăn tại nhà hàng tăng 10%, thịt tăng 14.8%, trong khi sữa thì tăng 13.3%, trứng tăng 11.2%, hoa quả tươi đắt hơn 10%, gạo tăng 8.6% và bánh mì thì tăng 7%. Theo như Feeding America, thì các ngân hàng thực phẩm đang mua nhiều lương thực so với năm 2021 nhưng phải chi hơn tới 40%. Bỏ con trai 7 tháng tuổi ở bãi đầu xe tới chết bà mẹ tại quận Cam lãnh 25 năm tù. Một người phụ nữ 42 tuổi đã bị kết án 25 năm tù vì đã thả đứa con trai 7 tháng tuổi của mình tại góc bãi đầu xe ở Bệnh viện Nhi đồng quận Cam vào thập niên trước cho tới khi chết. Sonia Hamalosilo đã không nhận tội và cầu xin thẩm phán Kimberly Manninger của tòa án thượng thẩm quận Cam cho phép bà được hưởng án treo, chỉ bị quản chế tại nhà vì lý do mất trí. Tuy nhiên, các mũi thẩm viên bác bỏ lời thỉnh cầu với kết án bà tội danh giết người. Công tố viên Manninger đã cho biết nạn nhân là Noe Medina Jr., con trai của bà, nạn nhân dễ bị tổn thương. Theo cáo trạng tại tòa, chồng của bà Hamalosilo đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ con trai, nhưng bị cáo đã lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi khi ông ta đang tắm để đưa đứa bé tới bệnh viện và lại tạo cơ hội để thực hiện thành công vụ giết người. Hamalosilo đã có thể bị ảo tưởng con trai của bà sinh ra bị hội chứng đầu phẳng và vẹo cổ không bao giờ lớn lên, nhưng thẩm phán nói tình trạng sức khỏe của đứa trẻ là bình thường. Hamalosilo đã tháo nón bảo hiểm của đứa trẻ trước khi ném đứa bé vào hốc kẹt cho tới chết. Tổng giám đốc điều hành Bank of America hứa cấp chi phí cho nhân viên muốn phá thai. Dư luận công chúng Hoa Kỳ đang chấn động vì dự thảo của tối cao pháp viện bị rò rỉ cho thấy là tòa án thẩm quyền cao nhất của Hoa Kỳ sẽ đảo ngược phán quyết ban hành trong khi xét xử vụ án Roe kiện Wade biến quyền phá thai thành hành vi bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Mới đây, một số công ty cho hay đã có kế hoạch hành động trong trường hợp quyền sinh sản của phụ nữ bị hạn chế. Giám đốc điều hành và chủ tịch hội đồng quản trị Bank of America là Brian Moynihan cho biết là công ty của ông sẽ mở cuộc thảo luận về vấn đề nóng bỏng này. Tài liệu bị rò rỉ được Politico công bố hôm thứ Hai do thẩm phán Samuel Alito soạn thảo cho thấy là đa số của 9 thẩm phán tối cao pháp viện đã sẵn sàng đảo ngược phán quyết trong vụ Roe kiện Wade vào năm 1973 hợp pháp hóa quyền phá thai. Tối cao pháp viện hôm thứ Ba xác nhận tính xác thực của tài liệu và tin tức này đã gây chấn động dư luận. Tuần này thì Amazon nói với công nhân rằng họ sẽ được hoàn trả 4.000 Mỹ Kim chi phí đi lại để phá thai. Citigroup gần đây thỏa thuận là sẽ chi tiền giúp nhân viên phá thai tại các tiểu bang không hạn chế quyền sinh sản. Năm rồi thì Salesforce cho biết là sẽ giúp người lao động di chuyển khỏi Texas nếu muốn sau khi các tiểu bang ban hành quy định hạn chế nghiêm ngặt việc phá thai. Danh sách các công ty cung cấp chi phí đi lại để nhân viên thực hiện thủ tục của phá thai còn có Apple, Bumble, Hewlett-Packard, Match Group và Levi's. Thưa quý khán giả, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới nhiều thức ăn cho trẻ em bị nhiễm hóa chất như thế nào, hay là bản tin liên quan tới gần 15 triệu người tử vong vì COVID-19, cao gấp 3 lần con số được báo cáo. Và Thủ tướng Nhật tìm cách kéo Hoa Kỳ trở lại Hiệp định TPP, cũng như hành khách Frontier bị kết án tù vì tấn công tiếp viên hàng không ra sao, và số người Việt Nam mua nhà tại Hoa Kỳ đã tăng vọt trong thời gian qua. Kính mời quý khán giả tiếp tục đón xem trên đài IBC.
Quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Thưa quý vị, nhiều thức ăn dành cho trẻ em bị nhiễm hóa chất PFAS. Theo kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy có nhiều sản phẩm dành cho trẻ em bao gồm những sản phẩm được cấp giấy chứng nhận xanh nhưng lại chứa hóa chất PFAS có hại cho sức khỏe. Thực tế này đã thách thức người tiêu thụ đang cố gắng tránh sử dụng và sử dụng tiêu thụ những loại hóa chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày. Theo kết quả của nghiên cứu, còn chứng minh được sự liên kết giữa hóa chất độc hại PFAS và nguy cơ tác động tới sức khỏe như ung thư, những căn bệnh tuyến giáp, cao cholesterol, trẻ sơ sinh thiếu tháng hay là bị hen suyễn chẳng hạn. Cũng có bằng chứng cho thấy PFAS có thể ức chế hệ thống miễn dịch, làm giảm sự hữu hiệu của vaccine ngừa bệnh ở trẻ em, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng của cơ thể. Đồng tác giả của cuộc nghiên cứu là bác sĩ Laurel Skader, nhà khoa học của Viện Silent Spring cho biết, đã thử nghiệm 93 sản phẩm khác nhau thường được trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng. Trong đó có bộ đồ giường, vật dụng và quần áo, nhất là những sản phẩm được dán nhãn chống ố, chống nước, chống độc hại. Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu lại tìm thấy chất fluoride là dấu hiệu có PFAS trong những sản phẩm như đồng phục học sinh với nồng độ cao. Ngoài ra, những vật dụng trang trí nội thất như vải bọc nệm, quần áo, bao gối hầu hết được sản xuất từ Trung Quốc. PFAS là nhóm hơn 9.000 hóa chất mà các công ty thêm vào khi sản xuất nhiều loại sản phẩm như là chảo chống dính, những vật dụng chống thấm, chống ố, thảm, vải bọc, quần áo, bao bì thực phẩm, mỹ phẩm và chỉ nha khoa. Theo như Tổ chức Y tế Thế giới thì gần 15 triệu người đã chết vì COVID-19, cao gấp 3 lần số báo cáo. Một báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết là số người đã mất mạng vì COVID-19 nhiều gần gấp 3 lần so với con số chính thức. Đây được xem là báo cáo cho thấy là cái nhìn toàn diện nhất về số người tử vong vì đại dịch cho đến nay. Tính đến cuối năm 2021 thì đã có tới 14,9 triệu ca tử vong so với con số chính thức vì có nhiều trường hợp tử vong đã bị tính sót tại các quốc gia không có báo cáo đầy đủ. Theo như WHO, ngay cả trước đại dịch thì cũng đã có khoảng 6 trên 10 trường hợp tử vong trên thế giới không được ghi nhận. Thủ tướng Nhật Bản tìm cách kéo Hoa Kỳ quay trở lại Hiệp định TPP. Thủ tướng Fumio Kishida ngày 5 tháng 5 cho biết Nhật Bản sẽ kiên nhẫn tìm cách đưa Hoa Kỳ trở lại Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP và sẽ hợp tác với Anh về vấn đề này. Ông nói sẽ tận dụng tất cả những cơ hội bao gồm những cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Hoa Kỳ, tiếp tục kiên nhẫn tìm cách mời Hoa Kỳ quay trở lại với TPP bằng cách hợp tác với Anh. Và ông Fumio Kishida đã nói điều này thông qua một người phiên dịch tại cuộc họp báo ở London với một triển vọng khả quan. Hành khách Frontier bị kết án tù vì tấn công tiếp viên hàng không. Một hành khách của hãng hàng không Frontier Airlines đã bị kết án 60 ngày tù giam vì đã đấm một tiếp viên hàng không và sờ soạng hai người khác trong một chuyến bay hồi tháng 7. Bị cáo Maxwell Berry, 23 tuổi, cư dân Ohio, đã uống rượu và dùng cốc chạm vào mặt của một tiếp viên hàng không một cách không thích hợp. Cảnh sát nói rằng ít nhất là hai nữ tiếp viên hàng không khác đã bị Berry sờ soạng. Một nam tiếp viên đứng dậy cũng nhìn và cũng đã bị ông này đấm vào mặt. Thống kê cho thấy số người Việt Nam đi mua nhà tại Hoa Kỳ tăng vọt. Theo Hailey Phạm, nhân viên môi giới địa ốc tại Seattle, Washington cho biết đã phải làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng nhu cầu mua nhà của khách hàng Việt Nam. Cô nói phải hoàn tất hợp đồng mua bán nhà cửa của người Việt Nam hầu như mỗi ngày suốt nhiều tháng qua, chưa kể dành thời gian để trả lời những câu hỏi thắc mắc và đưa khách đi coi nhà, thường chỉ kết thúc một ngày làm việc vào lúc 1 giờ sáng. Theo cô, nhu cầu mua nhà của người Việt Nam đang bùng nổ. Riêng cô mỗi tháng nhận được 100 cuộc gọi từ khách hàng người Việt Nam, từ các tiểu bang và từ cả Việt Nam để hỏi về giá nhà ở Seattle và vùng phụ cận. Tháng trước, cô đã giúp cho hai người Hoa Kỳ gốc Việt ký hợp đồng mua căn nhà 4 phòng ngủ 3 phòng tắm tại Renton với giá 1 triệu Mỹ Kim. Thực tế này cho thấy rõ ràng nhu cầu mua nhà ở Hoa Kỳ của người Việt Nam ngày càng tăng, được thúc đẩy bởi thu nhập gia tăng của cộng đồng và tầng lớp trung lưu ngày càng đông ở Việt Nam, muốn đổ tiền đi mua nhà ở Hoa Kỳ để ở lẫn kinh doanh. Theo phúc trình hoạt động của ngành địa ốc Hoa Kỳ của Hiệp hội Môi giới, thì người Việt Nam nằm trong top 10 nước, có người mua nhà tại nước ngoài hàng đầu thế giới, chi tới 3 tỷ Mỹ Kim cho ngành kinh doanh bất động sản này tại Hoa Kỳ từ tháng 4 2016 tới tháng 3 2017. Phúc trình này cũng nói đa số người Việt Nam thích sống tại các tiểu bang như California, Florida, Texas, nơi có đông đảo người Hoa Kỳ gốc Việt sinh sống. Tỷ lệ sở hữu nhà của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại cao hơn những nhóm nước Đông Nam Á khác.
Tỉnh Svay Rieng của Cambodia cấm nhập cảng thịt heo lậu của Việt Nam. Theo như chính quyền tỉnh Svay Rieng đã ban hành các biện pháp nhằm ngăn cản việc nhập cảng bất hợp pháp thịt heo sống và các sản phẩm từ thịt heo của Việt Nam đưa sang, đồng thời là cho biết sẽ tiến hành các hành động pháp lý ngăn chặn tình trạng buôn họ lậu thịt heo của người Việt Nam. Giới chức thẩm quyền tỉnh Svay Rieng của Cambodia đã ra lệnh cho cảnh sát tỉnh, cảnh sát biên giới và các cơ quan chức năng liên quan đến khu vực biên giới hợp tác với Sở Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản nước này để thực hiện các biện pháp trên. Giới chức thẩm quyền tỉnh cho biết là đã ban hành các biện pháp ngăn chặn nạn nhập cảng thịt heo sống bất hợp pháp của Việt Nam sau khi tìm thấy heo nhập cảng không kiểm tra sức khỏe động vật và trốn thuế nhập cảng. Nờ nâng lại bị đuổi khỏi nhà một người mẹ Việt ở Ohio cuộn trí bắn hai con trai nguy kịch. Người Hoa Kỳ gốc Việt Nam Trinh Nguyễn đã bị truy tố tội bắn hai con trai là Tini 13 tuổi, Nelson Tini 9 tuổi trong vụ án gây chấn động tại Ohio. Theo điều tra, sáng thứ hai, Jeffrey Tini 13 tuổi và Nelson Tini 9 tuổi cùng với mẹ sống trong căn nhà thuê ở thị trấn Pennsylvania yên tĩnh tới trường theo kế hoạch. Thế nhưng trong khi còn nằm ngủ trên giường, hai em lại bị mẹ ruột của mình là bà Trinh Nguyễn 38 tuổi nã nhiều phát súng vào đầu. Theo công tố viên quận Burke là Mark Weintraub, hung thủ chĩa súng vào một trong những thân nhân của người chồng cũ là Gianni Melchiondo, 22 tuổi, sống bên kia của ngôi nhà song lập. Nhưng súng không nổ. Bà này đã bước vào chiếc xe vận tải nhà để bỏ trốn. Hai cậu bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu và sử dụng máy thở để duy trì sự sống cho đến khi được hiến tặng nội tạng. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết cả hai bé sẽ không thể nào thoát khỏi tay tử thần. Theo hồ sơ tòa án, bà Nguyễn đã bị chị của người chồng đuổi ra khỏi nhà vì thiếu tiền thuê nhà. Bà và các cậu bé sống trong ngôi nhà thuộc sở hữu của người chị dâu cũ là Corina Tini Machirondo với số nợ hơn 11.000 Mỹ Kim tiền thuê nhà và tiền án phí. Cuối tháng 4, bà nhận được lá thư tống đạt buộc phải rời khỏi nhà vào thứ ba hoặc bị cảnh sát tiểu bang cưỡng chế. 7 giờ sáng thứ hai, bà đã tìm gặp Jenny Machirondo để đưa một hộp ảnh nhờ chuyển tới người chồng cũ đang làm việc tại một nhiệm sở. Bà chĩa khẩu súng lục vào mặt Machirondo bóp cò hai lần nhưng súng không nổ. Cuối cùng bị Machirondo tước vũ khí. Bà đã bỏ trốn trong chiếc xe minivan là Sienna 2018. Machirondo và cảnh sát kiểm tra căn nhà thấy hai cậu bé đã bị mẹ bắn vào đầu. Tới 11 giờ rưỡi sáng, cảnh sát bắt được cô ta tại nhà thờ giám lý Washington Crossing. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV do sứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương thực hiện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. B&T Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. B&T Insurance có nhiều năm kinh nghiệm và đã có mặt trên thị trường hơn 10 năm, có rất nhiều kinh nghiệm và đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng, cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. B&T Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865 và trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho B&T Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến sự ủng hộ quý báu của quý khán giả, quý mạnh thường quân, quý ân nhân dành cho hội từ thiện Hoa Sen Việt kết nối từ tâm để mang đến rất nhiều những món quà yêu thương dành cho những mảnh đời bất hạnh khắp nơi. Mọi chi tiết quý vị có thể gọi tới số điện thoại 714-892-5400 hoặc đón xem những phóng sự trên đài IBC hoặc là trên trang Facebook Hoa Sen Việt. Sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả vô lượng an lạc. Quý vị cũng đừng quên đến với chùa Điều Ngự vào thứ Bảy và Chủ nhật tuần này để tham dự các khóa tu xuất gia giao duyên cũng như kính mừng đại lễ Phật đản.